côn trùng nhỏ chẳng lo, côn trùng to chẳng sợ. Medkill một phát sạch côn trùng. Nói chung là xịt Medkill thì nó là đa hệ, nó dùng được trị được một lúc cùng một lúc nó diệt được nhiều thứ côn trùng, thì nói chung là cái giá tiền cũng vừa phải cho một chai thằng Medkill chai. Chú nói chung là cũng dùng nó rất là nhiều. Cái mua cũng phải nói là được mấy thùng Medkill rồi. Chú mua về cái mấy thùng cái nên mới lấy hết đến họ lấy hết luôn. Nhện đỏ nè, điệp sáp, cái con sâu mà dài dài y sâu đo rồi ha. Là xịt nó bắt đầu thấy anh tên thòng xuống, anh có sợi dây anh thòng xuống là chết hết. Còn rùa vàng đồ này kia là xịt Medkill là không còn con nào hết, đi hết. Xịt là xịt theo mưa luôn. Dạ, coi như xịt hết, nhưng mà ốc là lòng bộ không còn con nào hết. Nói chung quy sử dụng coi như là 10 năm 20 phút là nhẹ chết. Tốt ti của Kinh Bắc. Còn đây là bộ sản phẩm coi như là thuốc trị côn trùng ruồi vàng của Đức. Mỗi một nọ này cho 1.000 lít đến 1.200 lít phun phủ đều. Chẳng cần phải phun vào quả đâu, nó ngửi sực mùi cái là ruồi vàng bay hết. Thế bà con coi như là thấy cảm tưởng như thế nào thì coi như cổ vũ mua về thử dùng xem. Thấy tốt thì coi như là dùng, mà không tốt thì thôi không mua nữa.